ngày 21 tháng 8 Kính Thánh Bi Ô Mười Vị giáo hoàng vĩ đại này có tên là Yusei Sato Sinh năm 1835 Ngài là con trai của một người đưa thư ở Rishe, nước Ý Yusei có biệt danh trẻ thương là Peppy Khi quyết định muốn làm linh mục Yusei đã phải cố gắng hy sinh rất nhiều để học hành nhưng du xe chấp nhận tất cả du xe thậm chí đã đi chân không hàng dặm tới trường để tiết kiệm đôi giày tốt của mình sau khi được thụ phong linh mục cha sato đã phục vụ tại các giáo xứ nghèo suốt 17 năm mọi người đều quý mến sato cha sato đã từng bán mọi thứ mình có để lấy tiền giúp họ các em gái của sato đã phải cất giấu chiếc áo sơ mi của ngài đi Kẹo không thì Sato sẽ chẳng còn gì để mặc Dù sau này làm giám mục hay hồng y yuse Sato vẫn bố thí cho người nghèo Những của cải mình có Ngài chẳng hề giữ lại điều gì cho riêng mình Khi Đức Thánh Cha Leo ba qua đời Vào năm 1903 Hồng y Sato được chọn lên kế vị Ngài nhận tức hiệu là Bi Ô Mười Ngài là giáo hoàng của bí tích thánh thể Đức thánh cha Bi Ô Mười Đã khuyến khích mọi người Hãy rước Chúa Giêsu thánh thể cách thường xuyên Ngài cũng hạ thấp mức tuổi cho trẻ em Để chúng được phép rước Chúa Giêsu Vào trong tâm hồn sớm hơn Trước kia Để được lãnh bí tích thánh thể Các trẻ phải chờ đợi trong suốt nhiều năm Ngài cũng là giáo hoàng của những chỉ dẫn tôn giáo Ngài tin kính và yêu mến đức tin công giáo Ngài muốn mọi kỳ tô hữu được chia sẻ vẻ đẹp của các chân lý đức tin Ngài thực sự quan tâm đến từng người Với những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ Ngài khuyến khích các linh mục và giảng viên giáo lý Hãy cố gắng giúp mọi người học hiểu về đức tin công giáo khi đại thế chiến thứ nhất bùng nổ thánh cháu hoàng bi ôm mười đã phải đau khổ nhiều ngài biết nhiều người sẽ bị giết chết thánh bi ôm mười nói cha sẽ vui mừng dâng hiến mạng sống cha để cứu những em nhỏ đáng thương khỏi nỗi đau khổ kinh khủng này về cuối đời thánh nhân cũng nói cha đã sống nghèo và cha ao ước cũng chết nghèo B. O 10 chẳng bao giờ giữ lại cho mình bất cứ của gì Cho tới ngày về gặp Thiên Chúa Giáo hoàng Bio 10 về trời Ngày 20 tháng 8 năm 1914 Giáo hoàng Bio 10 Được Đức Thánh Cha Bio 12 Tôn phong hiện thánh Vào năm 1954 Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên phong thánh Trong suốt 242 năm thánh giáo hoàng bi 10 mười hiểu rõ được tầm quan trọng của việc huấn giáo dạy trẻ em yêu mến thiên chúa và chuẩn bị cho chúng lạnh các pháp bí tích là những ưu tư hàng đầu của thánh nhân cộng tác và chương trình huấn giáo của giáo sứ chính là một cách chúng ta đang đóng góp phần mình để bảo tồn gia sản quý đẹp của thánh giáo hoàng bi ô mười